Từ thành phố Yên Bái theo hướng Tây vượt qua đèo Ách là tới huyện Văn Chấn. Đây là vùng đất hội tụ của 23 dân tộc Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông, Khơ Mú, Nùng, Mường với nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Nằm ở sườn đông bắc của dãy Hoàng Liên Sơn, Văn Chấn có địa hình đa dạng, nhiều rừng núi, hang động, khe suối đã tạo nên nhiều phong cảnh kỳ thú cùng những địa danh nổi tiếng. Từ trung tâm huyện Văn Chấn vượt 12 km đường đèo lên với suối Giàng ở độ cao gần 1.400 m. Khí hậu trong lành quanh năm mát mẻ tựa Sapa, Đà Lạt. Suối Giàng là nơi đồng bào Mông sinh sống với những sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo và lễ hội mùa xuân được duy trì tổ chức hàng năm như lễ hội gầu tàu, tàu sừ, đua ngựa, thi biểu diễn khèn Mông, thi giã bánh dày. Vùng sinh thái suối Giàng còn là địa danh nổi tiếng bởi thương hiệu chè tuyết cổ thụ. Những rừng chè hàng trăm năm tuổi mọc trên núi cao, bốn mùa tuyết, sương, nắng, gió làm nên loại trà tinh khiết, đậm đà hương vị tự nhiên. Suối Giàng còn có nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Đó là hệ thống núi non trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh ẩn chứa bao kỳ thú, những thác nước tuôn chảy giữa ngàn xanh, và đặc biệt là đá cảnh độc đáo bởi vân hoa xanh tím độc đáo mang vẻ đẹp thẩm mỹ được chế tác thành những tác phẩm có tính nghệ thuật và giá trị kinh tế cao. Lên với suối Giàng, du khách sẽ được tham gia vào các tour du lịch trải nghiệm thú vị, thăm vùng chè cổ thụ, thưởng thức hương vị đậm ngọt, tinh khiết của chè san tuyết, đắm mình giữa mùa hoa tam giác mạch tháng 10, xốn sang cùng sắc trắng tinh khiết của hoa mận, hoa ban mỗi độ xuân về, thăm động Cốc Tình, thác nước Tập Lăng, làng nghề chế tác đá cảnh, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên đẹp tựa chốn Bồng Lai và cùng tìm hiểu những nét văn hóa vô cùng đặc sắc của đồng bào Mông nơi vùng non cao này. Từ suối Giàng, du khách có thể tham gia vào tour du lịch khép kín suối Giàng, Bản Hốc để tắm suối nước nóng, vào Mường Lò khám phá vùng văn hóa Thái, hay ngược lên cao nguyên Mù Căng Chải ngắm ruộng bậc thang kỳ vĩ. Chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong hành trình du lịch khi lên với suối Giàng.